diễn viên, nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ nắm tay đạo diễn Park Hee-jun và tài tử Han Jae-suk khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Kẻ Thứ Ba. Tối ngày 12 tháng 5, Lý Nhã Kỳ cùng các cộng sự Hàn Quốc đến rạp phim dự sự kiện công chiếu tác phẩm của họ. Cô nắm chặt tay diễn viên Han Jae-suk và đạo diễn Park, chăm sóc và hướng dẫn họ tại sự kiện. Sau khi đón đạo diễn Park Hee-jun và diễn viên Han Jae-suk ở sân bay hôm 10 tháng 5, Lý Nhã Kỳ chăm lo việc ăn ở, hoạt động của họ tại Việt Nam. Lý Nhã Kỳ cho biết ban đầu, cô lo tài tử Han và đạo diễn Park ngại qua Việt Nam dự ra mắt phim vì đại dịch chưa hoàn toàn ổn ở Hàn Quốc và mỗi người đều bận công việc riêng. Nhưng hai người bạn quốc tế rất nhiệt tình hỗ trợ cô trong việc quảng bá phim. Mấy ngày qua, họ nhận lời phỏng vấn, chụp ảnh, quay hình từ sáng tới tối. Trái với lo lắng của người đẹp, Han Jae-suk không cảm thấy mệt mỏi trong mấy ngày làm việc ở Việt Nam. Trước khi bay sang, anh đã lo thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất nắng nóng. Nhưng sang tới nơi, anh cảm thấy dễ chịu. Gặp lại Lý Nhã Kỳ sau 3 năm phim đóng máy, anh ấn tượng cô vẫn trẻ đẹp như lúc họ đóng phim. Vượt qua khoảng cách ngôn ngữ và văn hóa, hai ngôi sao trở thành bạn thân ngoài đời sau lần đóng vai vợ chồng.